đây tiếp tục lên đường. Có thêm qua có chị thủ, hôm nay có ná thủ. Chuẩn bị thêm cái ná nghe mấy bạn. Ná cứ bắn con làng An Hai đó, có coi đất phương Nam không? Trời ơi An Hai đó. Bắn phạt chẳng thấy bạn ơi. Rồi thôi, nói đầu tiên cho kênh Sân Bách Sân Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nút đăng ký, nút like, nút chia sẻ đi. Ủng hộ tinh thần như động lực như anh em mình làm những video tiếp theo nha. Bữa nay ba anh em mình tiếp tục đi đánh cà cút nha cả nhà. Bữa nay tiếp tục là 8 tay hả? 8 tay cũ hồi tối đó mấy bạn. À, 8 tay cũ tối. Lên thăm bạn tối nay kiếm khoảng 15 đến 20 em nha. Rồi, đi thôi. Lên đường. Rồi, tránh có dính cái bấm máy cho cả nhà xem nha. Mình tới trên miếng đất đánh cà cút nha mấy bạn. Rồi, anh em mình đi miếng bên đây. Còn em này thì nó sẽ đi miếng bên đây, mình là đi bờ giữa này nha các bạn. Rồi ra tới ngoài xuống có dính gỡ mình xuống bấm máy cho các bạn xem nha. Rồi này ban đêm mình đánh ban đêm này cũng cực lắm nha các bạn. Rồi đuối lắm rồi, mũi trắng nước nước gom thúi ăn giò ăn chân. Rồi ra tới ngoài mình bấm máy mình cho các bạn xem nha. Rồi mấy anh em mình đuổi tới lưới rồi nha mấy bạn. Tới này mấy con Tâm hai con mấy bạn ơi. Quá trời bữa nay trời mưa nước lúng rồi. Thấy bên chị thấy tay bên chị bên con ai muốn rút kinh nghiệm á mình dân cho lớn cao cao lên chút. Mới giờ này mai gỡ cha ơi cái đó chứ gỡ cho chiều quá. Rồi con đầu tiên tay này hai con hả? Hai con đó không còn nữa. Ở đó đi để tôi ấy đi em qua phải gỡ bên đó luôn. Để đi anh lội qua chị ơi. Quá trời không. Rồi hai con nha cả nhà. Tại này mình đuổi với mấy bạn cho nên bữa cử gọi dính quá nhiều rồi. Cử gọi dính miếng này không 6-70 con á. Mấy ta lưới này thăm đặt rồi á. Bởi cử nãy dính ít lại rồi. Cứ rồi buổi tối không bữa đó là đâu 40 hơn 40 rồi buổi sáng anh mình không có đi theo thăm hai anh em đi thăm đâu được buổi sáng đâu 20 mấy con nữa. Thôi gỡ xong đi đừng làm gì. Đừng làm gì làm gì gấp chứ hả? Gỡ đi làm gì đừng đuổi. Gỡ cho xong đi. Rồi coi bánh nữa. Rồi tay này hai con nha các bạn. Đây coi dưới rồi nó có ấy không Tam Sơn. Dạ, đâu có mình dở lên vậy rồi có con nào là nó kỳ xuống rồi chấm đắng đâu sao góc đắng sao thấy góc đắng không bị đợi. Rồi tay này hai con các bạn ơi, mình đi qua tay bên kia mình bấm máy cho các bạn xem nha. Tại đây bánh cũng hơi xa để máy công kéo thời gian dài lên nữa. Đuổi tay anh đây được con ha chụp. Hai tay ba con các bạn ơi. Tay tối mình đuổi quá trời đánh chặn tối quá lớn rồi. Nào qua tay kia đi. Thấy con này thì em tới con này chưa? Lên kia chứ nè. Đi giờ tới rồi anh nè. Hả? Đi giờ tới rồi. Có dính không? Không. Đi giờ theo ổng đi rồi. Dạ thì ổng qua bên kia đi. Khoan để quay con nãy hả? Chưa con này chưa gỡ xong rồi. Hả? Anh quay xương vậy được rồi. Quay xương gỡ rồi đi theo ảnh đi rồi em gỡ đây rồi đi qua bên kia. Chứ em quay vậy lâu lắm.
mình thấy biết dính lưới vậy nè. Đâu? Vậy đây hai con với nghe, mình đang gỡ con là ba con nghe cả nhà. Rồi qua tay kia đi. Rồi anh em mình đi qua tay lưới bên kia nha, còn hai tay nữa nha mấy bạn. Rồi qua tay thứ ba nha mấy bạn. Giờ có chim én kìa, chim én nó rớt xuống nước lạnh quá đứng luôn. Rồi đây này cũng con nữa mấy bạn ơi, bữa nay thắt thu rồi đấy, còn mấy con cái một cuốn chim én đang lạc bầy. Chim én lạc bầy nha mấy bạn. Móc vô cái máy. Rồi tay này con nữa, ba tay bốn con, hy vọng mấy tay cuối có rớt giặc gì không. Rớt giặc con một không, con một hả, ba tay bốn con, hy vọng mấy tay cuối rớt giặc lại coi. Mà thông thường mấy bạn cỡ mình đuổi bữa đầu rồi ha, là nó dính buổi sáng nhiều hơn, tại vì đêm trước mình đuổi ra đây nè mấy bạn, đuổi rồi nó nhát á, sáng cái nó chở cánh đi, mấy con này nó đi buổi sáng nhiều á. Còn thì đêm trước cái clip trước của mình mà tối là đâu cỡ 40, hơn 40 rồi nghe bạn, mà sáng là 20 mấy con nữa đó, mà sáng anh mình mất công việc không có đi theo quay được, sáng mình có công việc đi Cần Thơ sớm nên là không có quay được nha mấy bạn. Ngày mai này ở nhà nè, ngày mai này nếu sáng mình quay buổi sáng nha mấy bạn, chắc ít hơn bữa trước, bữa đầu tiên không thường nó dính nhiều nhất. Tay này mình răng thấp quá trời thấp. Đúng rồi. Hả? Đúng rồi, tay này đúng ra nhắm lên tới cây đài trên. Y như mấy tay em trước mình răng là nhắm tới cây đài đó, cây đài cục này nhắm tới trên đầu đài. Rồi, con thứ tư nha cả nhà. Đây một chú chim én đang lạc bầy. Mất mưa lạnh tội nghiệp không, chim én kìa dễ thương không. Đây cận cảnh con chim én lạc bầy nha cả nhà, tội nghiệp quá. Đây bốn chú. Rồi bốn con nha cả nhà, còn có con tai bìa bên kia nữa hả, nghe kêu cái đâu đó chị. Rồi mấy anh em sửa lưới gì lại qua thăm tay kia với bốn tay với miếng kia nó kết thúc nha cả nhà. Rồi em mình tay mới đuổi vô được con nha các bạn, ở ngoài kia đuổi vô mình lội hết nổi đứng chỗ này. Vậy là bữa nay hai ít ha, mới cái năm chú à, mới năm chú con à, con à. Rồi em mình đó con nữa nha, có dính nào không, đừng con đó à, vậy cũng được rồi, mình qua bển luôn ha, qua bển mình qua bển luôn, mình qua bển đi đường bển luôn, còn tay bển luôn. Rồi mình hôm đi lội ngoài luôn nha các bạn. Được con nữa nha các bạn. Đó. 16 con, nãy mình đếm 5 con nha các bạn. Được con nữa 6 con. Đó, nãy 5 con giờ 6 con nè. Đây, rồi còn ok. Rồi còn miếng tay cuối cùng bên đây nữa nha các bạn, coi về dưới có 4 tay dưới nữa. Tay hổm đài đánh đánh ngày đi chứ à. Rồi qua tay anh đây có, tay anh đây chắc có cái mương rồi nên mình không có lội mương được rồi, mà chút xíu nữa vô tới trống rồi mình bấm máy lên xem coi được nhiêu con nha, chắc quay từ xa cho cả nhà xem á, này nước quá trời nước rồi, cái đó ngừng đi coi chừng sập hố nữa nè, các bạn xem lính bính chưa nè, quá trời rồi. Mới sập hố cái tới đùi luôn rồi. Rồi thôi mình ngưng máy đây nha, nào có dính nên bấm máy cho các bạn xem nha. Rồi hai con mấy bạn, hai con mấy bạn ơi. Tay này nè, mấy bạn thấy đó. Mương quá sâu để cho em mình có hai con cho nó gỡ mấy bạn ơi. Quá trời cái mương nó sâu rồi nên là em mình nó lội rồi bển nó gỡ nha mấy bạn. Người nào hy sinh người cho ước mình thôi. Đó, lội gỡ mì bển rồi kìa. Để tôi thấy hoàng hoàng tôi nó có dính là từ hai con. Rồi nào đem qua đây mình bấm máy cho bạn xem nha. Xa quá trời xa mà tối nữa. Rồi, trời mương nữa sâu rồi. Được máy ha. Mình nó gỡ về tới đó nha mấy bạn. Rồi.
mới lôi nó. Đây các bạn, con này quá mập nè các bạn. Con nó mái không? Ừ. Con cái. À bá này bạn. Mái hàng cái. Mái cái cũng nó à. Rồi tổng cộng 8 chú. Nói chung là nó là gái đó. Nó con cái hàng gái hàng mái gì cũng nói. Rồi, ông nhẹ mình mấy cho người nội nói không? Các bạn thấy gì đó hy sinh một người thôi chứ. Rồi à. Mình sẽ về dưới mình thăm bốn tay kia nữa nha cả nhà. Rồi anh em mình tiếp tục lên đường chiến đấu thôi. Lên được. Đêm kiếm cỡ khoảng chục ngoài con thấy được nghe cả nhà. Coi như là không có thắt mà cũng không trúng lớn mà cũng không có thắt, nhiều đủ sống rồi. Mình ở quê mấy bạn, đêm mà kiếm 200-300 là cũng được rồi mấy bạn ơi. Buổi tối, buổi chiều. Quá trời buổi hôm cũng theo cái máy mình. Thôi mình bấm máy tạm dựng đây, mình sẽ về bốn tay dưới rồi cái gì mình bấm máy cho mấy bạn xem nha. Quá trời buổi hôm rồi, bốn miếng kiến cánh. Mấy anh em mình xuống tới bốn tay đầu dưới này nha mấy bạn. Hy vọng là kiếm chè em nha. Cái tình hình này có dính nha mình. Mấy tay này là hổm giờ mình bỏ ra lâu quá anh mấy bạn. Hồi tối dính thăm được có 3 con đó bạn, mà sáng dính 8 con á. Sao con nãy dính buổi sáng nhiều buổi tối vậy bạn? Tối thăm sao yếu. Ừ. Nhát sáng chở cánh. Tại hổm giờ mấy anh em đuổi quá trời dính nhát nha. Rồi tay này hiu rồi quá. Rồi tới tay này coi. Rồi một tay không thấy con nào hết trơn mấy bạn ơi. Rồi chú Quốc tay. Cái tay này ngày mai chắc mình cuốn gì về đi chỗ khác mấy bạn ơi. Rồi một tay không dính nha mấy bạn. Rồi tay nào có dính mình bấm máy cho mấy bạn xem nè. Tay này không dính rồi. Rồi tay bên kia nha, mình thăm con tay này đương con là 2 con. Cái con này mình gửi phải mình bắn nha mấy bạn, cầm nặng ná vậy chứ không phải này chính lưới nha mấy bạn. Chỉ là mấy con đó mới về đó kịp. Cuốc. Ừ. Mình nó thấy cũng mập quá anh Tâm. Mập nậu tôi cũng gợi vô bãi xưởng coi. Bây giờ cái con đó đó mới mập đó. Cho nó kêu kêu đi dính chứ mình đuổi dở tạt đi hoài. Bốn tay được 2 con mấy bạn ơi. Hy vọng là sáng nay nó cứu vớt đời trai của mấy anh em mình lại nha. Vậy chứ đi cử gậu đó mấy bạn, thăm bốn tay này có 3 con à, mà sáng nó dính 8 con mà còn bị người ta gỡ hết 5 con nữa chứ. Còn còn bây giờ thì dính 2 con, sáng nay dính 6 con thôi nha các bạn. Chứ còn hy vọng bốn tay chảnh nữa. Đó vậy là mình cũng được 10 số rồi. À, ở đây ngộ mấy bạn ơi, người ta gỡ nhiều, người ta nói gỡ nhiều à. Mình rồi đi lên thăm lớn mà ông kia cũng nói là nãy tôi gửi của ông mấy con cò tôi nhậu rồi nói, ok. Rồi giờ này mấy anh em mình về nhà nha mấy bạn. Sáng mai mấy anh em mình sẽ tổng kết cho mấy bạn xem nha. Rồi mấy bạn nha. Bữa nay hồi nãy 8 con giờ 2 con được 10 con rồi, đó mấy bạn ơi. Chẳng 10 con luôn. Rồi cho anh em mình chào cái clip buổi tối này nha. Sáng mai mình thăm chiến nữa rồi mình tổng kết thành quả nguyên đêm 7 cà cuốc nha cả nhà. Rồi hẹn gặp lại cả nhà cái clip buổi sáng mai nha. Sáng mai hai anh em mình nó đi lên thăm rồi gỡ đem về mình cái mình bấm máy quay cho cả nhà xem nha. Nãy sụp cầm trâu cái tới đùi luôn. Rồi hẹn bạn cái clip sáng mai mình tổng kết nha. Chào tất cả buổi sáng này nha. Hai anh em mình nó đi, hai thằng nó đi mới lên thăm tám tay lứ trên đầu kinh tối nha cả nhà. Tối mình có nói với mấy bạn đó, sáng nay mình cũng không có thức sớm được nên không có đi theo hai anh em mình nữa. Thì sáng nay thành quả là bốn tay ở đầu trên 5 con, bốn tay đầu dưới 10 con cả nhà.
này chắc khoảng tối luôn chắc khoảng 20-30 con cả nhà. Đây là thành quả đêm hôm nha. Nói chung là thắt không thắt mà trúng lớn cũng không trúng lớn nha cả nhà, gì cũng được rồi. Nhiêu đây là mấy đứa em nó đủ tiền về pháo rồi. Đây là thành quả đêm hôm nha. Rồi, thôi cho anh em mình kết thúc cái clip này nha cả nhà. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha. Hẹn với cả nhà cũng như cô dì chú bác anh chị em mình tiếp sau nha. Mong cả nhà ủng hộ anh em mình trong thời gian qua. Cảm ơn rất là nhiều, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau. Anh em mình tiếp tục đi thăm ba cái lưới gắn nha cả nhà.